cuộc sống là những bảng màu sáng tối, không chỉ là nụ cười mà còn là nước mắt. Nhưng dù đó là sóng gió, khổ đau, nghịch cảnh thì bạn cũng đừng bi quan. Bởi giữa vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở hoa thật đẹp. Điều này khiến bạn nghĩ gì? Một thiên nhiên sinh tồn khắc nghiệt, một loài cây mạnh mẽ, kiên cường hay một sức sống khiến người ta phải khâm phục? Hùng Tụ xin chào mọi người. Ngày hôm nay rất là vui khi nhận được lời mời của chương trình Người Vẽ Ước Mơ. Đây là một chương trình mà Thuận cũng thấy khá là ý nghĩa. Và hiện tại thì Thuận đang có mặt tại cây lạy Tiền Giang, là cái chỗ mà ngày xưa đoàn phim Đất Phương Nam ở đây quay những cái bối cảnh đầu tiên ở đây. Nhà của chị Út Trong nè, rất là nhiều bối cảnh quay ở ngay tại Nhị Quý này. Trời đất ơi, bị bể bánh rồi. Lẽ về tới quê cũng gặp đinh tặc nữa ta. Phải dẫn bộ thôi. Bé bé, bé sửa giùm anh cái xe bé. Không biết làm sao mà nó bị cán cái gì mà bây giờ nó xẹp bánh luôn rồi, chạy không có được. Sửa sửa giùm anh nha. Mệt quá, đẩy từ ở ngoài kia vô đây mấy cây số luôn. Cái gì vậy? Hả? Sao? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa? Đạt! Anh Đạt! Trời ơi! Sao tự nhiên giả là người sửa xe như vậy? Cậu sao phát hiện sớm vậy? Nhìn lên thấy liền à. Phải không? Trời, anh tưởng đâu anh quá trang rồi anh làm đủ thứ chuyện rồi cho nó ngầu ngầu ghê ghê. Cho nó có diễn chứ mà. Trời ơi. Để hai anh em mình diễn viên gặp nhau phải diễn chút xíu chứ ba. Đúng rồi, chứ lẽ giờ gặp nhau cái giờ kêu ủa đâu vậy à, hát liên khúc đầu đuôi này kia đó. Thì ngày nay biết được tin là em nhận lời mời tham gia Người Vẽ Ước Mơ. Dạ đúng rồi. Nhiệm vụ rước em nè. Dạ. Mà xe bị gì? Dạ bể bánh. Để anh sửa cho. Trời ơi, sửa giùm anh. Trời ơi, anh nhiều nghề lắm. Ôi, nãy giờ đẩy bộ mệt quá mệt rồi. Hay quá anh ơi. Hay quá, nhìn cái thao tác là thấy là chuyên nghiệp rồi đó. Ủa mình gõ vậy thì nó có tác dụng gì? Là mình coi nó cứng hay mềm á. Là nó mềm. Mềm đúng không? Mềm. Bể là phải mềm chứ dạ, sao đúng, cứng được. Đúng, chính xác. Nó bị bể bánh á. Thì đúng rồi, nãy giờ em nói anh nó bể bánh mà. Thì thật ra là ngày hôm nay á là anh sửa xe á. Mà anh làm công. Ông chủ anh khác. Hả? Anh đang làm công ông chủ. Ông ra đây đón em là anh mượn chỗ này của ông chủ. Để anh kêu. Ông chủ quay. Trời ơi, nãy giờ tưởng anh sửa. Anh chủ của anh. Anh quay. Anh coi giùm em cái xe. Tội nghiệp anh quay lắm. Anh quay là làm nghề sửa xe ngay đây nè. Là ảnh là bị câm với lại điếc, không có được một con mắt á, là đang bị hư. Ảnh là con của cô Bảy, là của một nhân vật ngày hôm nay. Sẽ dắt em xuống nhà của cô. Dạ. Không phải giúp đỡ anh chứ. Đó, được rồi đó. Được rồi. Đó, ok. Thấy không? Thấy tay dân chuyên nghiệp có khác không? Đúng rồi. Nhìn ta bóp cái là ta biết. Chỉ bị xì bánh xe thôi. Hay quá, nhìn mềm đúng không? Mẻ là phải mềm chứ sao cứng được. Chính xác. Nó bị bể bánh á. Thì thật ra là ngày hôm nay á là anh sửa xe á. Rồi, cảm ơn anh. Thôi, anh em mình sẽ đi vô nhà của cô Bảy. Đúng rồi. Anh quay, đem vô nhà trước nha. Đem vô nhà trước nha. Em vô nhà trước nha. Đi anh ơi. Em vô giọng trước nha anh.
khỏe không? Dạ khỏe anh. Em cũng vẫn mà nên em đâu có làm cái đồ mà. À, anh biết mà anh mới hỏi thăm. Mà cũng khỏe thiệt, nhờ bánh xe bơm căng cứng rồi mới nhẹ rồi. Chứ không phải là hơi đuối. Rồi thẳng tiến nè. Tới dây đen như vậy nè, nó đóng em nữa. Ủa? Dạ. Chào cô, chào bà. Dạ, chào bà. Dạ, anh này là chồng con, này là bạn của hai vợ chồng con. Anh là anh diễn viên Hùng Thuận. Hồi xưa cô bảy có coi phim Đất Phương Nam không? Ảnh đóng vai An á. Và nhân vật của chương trình chúng ta ngày hôm nay đó là gia đình của cô Bảy đây. Dạ. Đó, công việc chính hiện tại của cô Bảy cũng như là các con của cô Bảy là hàng ngày phải đan những cái vỏ như thế này. Mình đang ăn công á. Đó, và mình giao cho người ta bán. Dạ. Cô, năm nay là cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 80. Cô nói trẻ nha cô. Trẻ, khỏe quá trời. Dạ. Chứ không khỏe, ba đứa nhỏ này ai mà đùm bọc cho nổi. Dạ, là sao cô? Nó không nghe mà nó không nói mà không thấy đường. Dạ. Nó bụi hổng nó mãn hết đứa rồi đó. Rồi năm mấy thì ông mình mất ông xã? Ông tổ mất nay lâu rồi, cũng dạ. Mất năm nào quên. Năm 2006. Nay lâu rồi. Rồi từ 2006 tới giờ là con mình... Con mình tôi ôm nuôi em qua em về. Dạ, vậy là từ năm mấy thì mình mới làm cái này? Cái này nay cũng mấy năm rồi không ơi? Bận nay lâu rồi, cả 8, 9 năm gì rồi, lâu lắm. Lâu lắm rồi. Mà một ngày mình đang với cái này thì đang khoảng bao nhiêu cái lượng được? Tùy theo ai giỏi thì đưa ngày thì 2-3 cái. Ngày nãy giờ là vợ con là nãy giờ đang được bao nhiêu rồi? Nhiều lắm khúc lắm. Được thật hợi nãy giờ. Cũng khó chứ đâu phải cái này là mình làm riết mình mới quen ta. Ừ, dạ. Nó quen thì dầm lơ đương cũng được. Dạ. Còn không quen đâu có làm được. Ồ, bà Bảy nếu mà cô không thấy đường sao mà biết được màu hay là nó đợi cạnh? Nó để nó có một giống. Chỉ có cái khúc dây vậy nè, khúc cây mình cắt mình làm cái cỡ cho chị. À, nó đo cái cỡ nè, khúc này đen nè, khúc này xanh nè. Con nghĩ là với một người bình thường mà để đan cái này thì cũng khá là khó. Muốn gì là một người giống như là chị là chắc là khi mà để có thể đan được cái vỏ này chắc là cô Bảy phải tập. Dạ, phải tập, phải chỉ. Tập nhiều lắm. Cái rồi mình mới nắm tay nó, mình đương vậy nè, đương mốt vậy nè, chỉ qua lần cái nó biết. Rồi mỗi ngày mà mình làm hết như vậy á, là mình thu được bao nhiêu tiền rồi cô? Tùy theo chú giỏi chú làm, cái này không biết nhiêu cái hả? Bộ 38 ngàn mà 3 cái. Một ngày. Gia công á. Gia công. Gia công. Mỗi 3 cái vậy nè, cái này, tiền công không. Chú làm khẽ ngày 3 cái. Đây nè, ngày hôm nay là chương trình Vì Ước Mơ cho em trải nghiệm một ngày. Những công việc của người ta nên em né ra để cho bà Bảy chỉ Thuận làm. Dạ. Đó, để em trải nghiệm thôi. Cho con học nghề với cô Bảy. Con cũng tháo giác lắm. Cái chữ tháo giác sao nó có vẻ rụt rè quá vậy. Thôi bây giờ dạy anh làm tiếp bước qua cái này đi. Là thấy cực rồi đó. Chưa vô nè. Là mình cứ đang nông mốt vậy. Nông mốt vậy là ngoài tới. Khó lắm chứ nhở nè. Không biết luôn thì nó khó. Không biết thì nó dễ. Đó. Chỉ làm xong được. Rồi. Ờ, chỉ đương xong rồi đó. Chỉ uống nước thôi. Không ra. Chỉ còn biết nữa. Mấy chỉ là vì cái chị bị bao nhiêu phần trăm cũng không có tới nổi mà. Phải có khi nào mà la hét hay là không kiểm soát. Khi nào nó mình làm thì nó tức giận nó cũng còn dữ lắm. Còn không tức giận thì thôi. Con nhỏ này thì nó còn chút lĩnh đó. Thôi, chị không thấy. Khiều chị mới thấy. Lúc trước hồi còn nhỏ là chỉ còn thấy đường khi nào mà chỉ bị mất luôn cái mười mấy tuổi là không hết thấy rồi. Cái nhà này của mình cũng là nhà tình thương của bạn. Làm từ đó đến giờ có tiền có bảy chứ đủ sống luôn vậy thì cũng quê lớp cũng nhờ bà con người ta. Dạ. Có người ta cũng cho gạo, người ta cũng cho tiền. Dạ. Chứ mình tôi chắc tôi làm không. Dạ. Đó cũng nói thiệt. Dạ.
mình cô Bảy lo cho hết bảy người con. Còn hỏi thì cô Bảy sáu đứa. Dạ sáu người con. Có khi nào cảm thấy mệt mỏi tuyệt vọng không vậy? Cũng buồn lắm chú ơi. Dạ sao cô Bảy? Nằm đêm nghĩ là nghĩ lại cũng buồn. Dạ. Mình vừa tụ với người ta. Dạ. Con quý người ta đàng hoàng. Còn mình đâu? Cho nó đứa hai đứa thôi. Này về giả năm sáu bảy đứa. Chú thấy là cũng buồn thấy mệt, mà giờ cũng phải ôm chịu thôi. Chị, ví dụ như mà mấy chị là không thấy, không nói được, rồi ở trong nhà sao biết được mà ai đang nói chuyện với chị? Ví dụ như má nói cần phải hỏi người thứ hai thì mình ra giấu. Ra giấu sao chị? Ví dụ như cô Bảy đang nói chuyện với chị thì ra giấu bằng cách nào? Nói chị thì hỏi chị thì chị thứ hai thì cú đầu vậy là biết người thứ hai. Còn người thứ năm thì làm hồ tét tét vậy thì biết người thứ năm. Dạ. Còn em thứ sáu thì bịt con mắt vậy thì tại vì nó có thấy được một con anh mắt quay, anh quay ha. À. Là bịt con mắt, lấy cái tay bịt con mắt vậy. Dạ. Còn hỏi bà vú thì về nghĩ cái áo ra vậy là biết vú là biết má. À là má là dạ, là vú. Dạ. Dạ cũng hay. Vì cái quyền gì là mẹ cũng chỉ hết. À, mẹ chỉ hết. Rồi, thế bây giờ thì tụi mình sẽ thực hiện cái nhiệm vụ đó chính là đem những cái giỏ đã đang sẵn này ra chợ bán. À. Cái trải nghiệm mới. Đúng chứ. Đó thuận. Dạ, bây giờ con xin phép cô Bảy, xin phép mấy chị tụi con đem giỏ ra chợ bán ha. Dạ. 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 Con xin phép ra chợ. À. Cô nói gì vậy? À, nói chỉ anh là người có râu, Phiên là số 1. Đó, có râu ra. Coi tâm tình hình á, thấy tâm tình hình. À, đây. À, đây, chơi truyền hình, áo xanh chiếu con à. Coi từ hồi nhỏ, phải không? Ừ. Đúng rồi. Hồi nhỏ xíu. À, số 1 luôn. Dạ. Ngon đi Bảy ơi. Dạ, ra chợ bán sớm. Rồi. Dạ, bán đúng. Cảm ơn các bạn chú mấy con. Dạ, không rồi, dạ. Chứ nó tụi mình. Dạ. Chị muốn bội không? Chị ơi, mua cái giỏ này mình đựng người vẽ ước mơ. Ngày hôm nay nhiệm vụ em là bán rổ. Ai mua giỏ không? Dạ. Giỏ Việt Nam xuất khẩu nè, giỏ hàng làm thủ công nè. Dạ. Mấy anh mấy chị ơi, mình đi chừng 2-3 dạ. Có khách nè. Ai mua giỏ không? Ai mua bội không? Bội đây. Đây. Bé ơi. Giỏ không cưng? Giỏ này mình về mình đựng đồ đó. Mình đang nghe cái thành tròn này có hình vuông nha cưng ơi. Đựng được rất nhiều đồ nha em ơi. Em muốn mua đựng gì em mua đó. Đầu tiên là thấy đựng hình của chị nè. Còn cái giỏ này bao nhiêu chị? À, cái này giá của nó là 300. Cái này em bỏ vô phòng tắm đựng phòng hồng. Được. Tại vì cái này nó là nhựa. Nhựa mà cái dây này dây nhựa. Còn khung này khung sắt. Đó. Muốn đời luôn. Đúng rồi. À, hai cái 300. Một bộ của nó cảm là... Cảm ơn em. Đây, hình. Ở hàng, buôn mai bán đắt liền. À, lấy tới này, cảm ơn. Lấy hình anh không? Lấy hình anh luôn không? Lấy hình anh không à? Ủa gì vậy? Đó là bán hình hả? Đâu, thì bây giờ cho cái... Tặng luôn, đây nè. Đây nè, tặng luôn nè. Đó, cảm ơn cưng. 300 không chị? 300, thối tiền chứ hả? Chị có cái bọc không? Không có bọc em ơi. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn nhiều nha. Chúc em một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Đó. Mua giỏ không chú? Đây, chào chú. À, giới thiệu với chú, đây là cái giỏ này là làm thủ công. Cái khung của mình là khung sắt. Mà cái dây này là dây mũ, nó không có thấm nước. Dạ. Chú để trong nhà tắm đó, chú bỏ đồ dơ, chú bỏ này, bỏ kia cũng được. Nó có 3 size nè chú. Đó. Dạ, bộ nó 3 cái. Đây, chú mua đây còn tặng chú hình nè. Dạ, chào chú ơi, chú. Thành quá chú hình. Cảm ơn chú. Một tràng pháo tay cho một gọi là đại gia của chúng tôi ngày hôm nay, vỗ tay. Dạ, cảm ơn dạ, chú. Dạ, con cũng có hình luôn. Xin tặng chú 2 tấm luôn. Đó, 2 tấm hình luôn. Đó, đẹp trai luôn. Đẹp trai quá, đẹp trai. Trời ơi, cảm ơn chú nhiều. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Dạ, con gửi cái bộ cho con gửi cho đây. Dạ, cảm ơn. Yeah. Cảm ơn chú nhiều. Đây, được 550 nè. Cảm ơn chú. Ăn khi dùm cho. Rồi, thôi đi tiếp tục.
Rồi rồi rồi. Ai mua vợ không? Ai mua vợ không? Ai mua vợ không? Nó có 3 size. Sao nhỏ này 200 nè chị ơi. Cái dây này là dây mũ. Còn khung này khung sắt. Bán cái 200 thôi. À cái 200 kìa. Đó làm từ thiện đi. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị. Cho em gửi chị. Cho em gửi tặng chị hình luôn nè. Hình của ai? Dạ, dạ hình của em với lại của Lâm Vĩ Dạ với lại Hứa Minh Đạt, ba người ba tấm. Em muốn mua nó luôn à. Trời ơi, mua vậy đó. Vĩ Dạ mà. Dạ cảm ơn chị nhiều. Dạ cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị. Chị mua luôn không em bán nè. Mua luôn không em bán nè. Mua luôn không em bán nè. Mua chừng lỗ vô thịt kinh nè, nấu xíu quách được. Em đây chị ơi, dạ cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị nhiều, chúc chị hôm nay mua may bán đắt nha. Bền lắm anh chị ơi, mua ủng hộ em đi. Mua ủng hộ em cái đi anh chị. Ai mua vợ là bền lắm nha mấy anh mấy chị ơi. Trường tồn mãi mãi với thời gian. Vợ chồng con cái thậm chí con chó con mèo còn có thể bỏ anh chị ra đi, nhưng cái vợ này sẽ mãi mãi bên anh chị tới cuối cuộc đời. Ngồi bên anh chị đến cuối cuộc đời luôn nha. Cuối cuộc đời không bao giờ phản bội. Hãy nói chữ không phản bội với vợ của chúng em. Không phản bội, không phản bội, không phản bội. Có người mua, có người mua, có người mua kìa. Có người mua. Đứng lại. Cái vỏ này xài biết bao nhiêu lâu nó mới hư đó. Thiệt. Dạ, rồi ủng hộ. Rồi cảm ơn chị. Giờ về nè, chị muốn lấy hình quay nè, em chị mở hàng đó. Dạ, ba người em ơi, cho đó hình em ơi. Đây hình em đây, chị muốn lấy mấy tấm. Em lấy tấm này đi chị. Dạ. Dạ. Tấm áo dài chúng em luôn kìa. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, dạ. Rồi chị bán cái gì? Dạ em bán dép dưới đây nè. À, chúc chị hôm nay em mua may bán đắt nha. Cảm ơn chị. Dạ, dạ một bộ thì chị mua cái này là 500 rẻ lắm. Bộ 550. Nguyên bộ á thì bớt 50. Cái này bán giá rẻ chứ cái này hàng xuất khẩu đó chị. Dạ đúng rồi. Nguyên bộ bớt 50. Cái này thì 200, cái này 100, cái này 300. Dạ. Dạ, dạ, dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Dạ chúc chị buôn may bán đắt sức khỏe rồi giàu tiền vô như nước. Chị cho em gửi tặng chị tấm hình. Giới thiệu giùm em nha. Giới thiệu em ai mua giùm em nha. Dạ 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 cảm ơn chị nhiều. Ai cho ai mua còn ai mua. À chị này là chị Châu hả? Dạ chị Châu. Dạ em gửi. Chị Châu. Dạ. Đây là gian hàng của mình đó chị Châu. Dạ đúng rồi. À bán dép hả? Dạ. Nè đây đây cái vỏ của chị Châu. Đó Hứa Minh Đạt kìa. Ủa mình đã hứa rồi. Dạ có được được. Nó nè. Ta nói hứa không? Dạ. Kìa ai? Đây đây dạ. Chị Châu ơi chị Châu. Dạ em chúc chị Châu buôn may bán đắt cho chị Châu. Dạ cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm. Dạ. Cái bự cái nhỏ này nè. Bao nhiêu? Dạ cái vỏ này một bộ thì giờ là bớt luôn là thành 350. Đó, 350. Dạ. Mua luôn. Mua luôn. Ê. Chị Nga, chị Nga, chị Nga hả? Dạ 350 hai cái vỏ má. Dạ quá đẹp luôn chị Nga. Dạ chị Nga, đâu là gian hàng của chị Nga? Đây là gian hàng của chị Nga ở bên kia. Dạ đây là chị Nga. Ai xin chữ ký qua đây con. Dạ. Qua đây con. Trời ơi, chữ ký hay hình ảnh gì cũng được. Này đây hình ảnh luôn. Hình này để mày tặng hình luôn, kỷ niệm luôn. Này bỏ đây luôn. Trong shop mình luôn chị Nga. Đây chị ơi, dạ. Dạ em chào. Cảm ơn chị. Chị Nga cái trời. Dạ. Dạ chúc chị Nga mai bán đắt nha. À nó đẹp. Dạ anh tên gì anh? Anh tên gì? À, tên Phúc. Tên Phúc. Anh Phúc. Trời ơi, nhìn mặt anh thấy có Phúc rồi quý vị ơi. Dạ. Anh Phúc. Dạ anh Phúc ơi, một bộ chỉ có 550.000 tên Phúc. Rồi rồi, lấy cái bộ này luôn đi. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Phúc nhiều. Ủa thì quá. Dạ thận. Thì cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh. Đây. Dạ cảm ơn Phúc. Dạ chúc cho cô với anh là buôn may bán đất sức khỏe và giàu tiền vô như nước. Dạ. Dạ chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Anh đây anh ơi. Dạ 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 cảm ơn. Đi 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 đi. Yeah yeah. Rồi bây giờ là tụi mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ là bán được hết những cái số bội mà mình đem đi. Bây giờ mình sẽ quay lại nhà cô Bảy. Đi nè. Đi đi. Hình ảnh người mẹ gầy nhom ngồi bên cạnh những người con thành thạo tay nghề đan giỏ này chính là bà Nguyễn Thị Bảy, 82 tuổi, ngụ tại khu phố Mỹ Thuận, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Mọi người trong vùng hay gọi bà theo tên chồng, bà Chính Thủ. Cuộc đời bà là chuỗi ngày cơ cực, hơn 60 năm tảo tần nuôi con,
bà Chính dường như muốn kiệt sức. Bà có 8 người con, 2 trai, 6 gái, nhưng có đến 6 người con đều mang căn bệnh mù, câm, điếc. Người nào cũng thế, gương mặt thất thần, đôi mắt mở to nhìn vào một nơi vô định. Không một tiếng nói, không một tiếng cười. Những người con của bà lúc sinh ra đều khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng chỉ vài năm sau thì căn bệnh bộc phát khiến bà Chính phải gồng gánh nuôi các con đến tận hôm nay. Chỉ vài tháng trước thôi, bà đã phải lá vàng khóc lá xanh khi đứa con gái của bà ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh ấy. Hai người con may mắn không mắc bệnh của bà đã lập gia đình và ở riêng. Ở cái tuổi lẽ ra phải được sống nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, con cháu cung phụng, bà Chính vẫn phải tất bật với việc nuôi dưỡng các con như những ngày bà còn son trẻ. Thì cứ đẻ đứa nào nó cũng như vậy, trơn có biết làm sao mình đâu biết. Thì hồi nhỏ ba nó còn, rồi dẫn đi mần mướn, cắt lúa, nhổ cỏ, nhổ mạ này kia nữa, rồi nuôi nó lớn lên được rồi nè, cũng dẫn nó đi làm. Rồi hồi đó nó còn thấy đường, bây giờ nó hết thấy, nó không có đi được. Bây giờ nhờ có cái nó mò nó luôn vậy đó thôi, chứ không có làm được. Cơm nước không nóng được luôn. Ngày nó siêu nó hồi tới ngày thì được 10 ngàn mười mấy ngàn. Còn ha, nó làm ở đâu lưng nó nghỉ thì chừng 10 ngàn trở lại. Giờ giá thì có cơm ăn, có áo mặc rồi vậy thôi, chứ giờ biết muốn gì mình vậy làm sao, muốn leo cao làm sao có. Rồi hỏi chuyện lớn là đại lên làm sao có. Ở chính quyền địa phương thì cũng tạo cái điều kiện là vận động xây dựng cho 7 căn nhà, và đồng thời thì ở địa phương cũng hỗ trợ hàng tháng cho mấy chị em, nó làm theo cái quy định của nhà nước á, tháng cũng được 500 mấy chục ngàn một người để có cái sinh sống được. Nếu những người con gái của bà Chính được bà hướng dẫn cho công việc đan giỏ mưu sinh, thì người anh Nguyễn Văn Oai, con trai của bà, lại kiếm sống bằng nghề sửa xe. Anh không mù, nhưng cũng như những người chị em khác, vẫn câm điếc. Anh là một người thợ sửa xe lành nghề, được bà con lối xóm yêu thương. Thu nhập không nhiều, nhưng cũng đủ có được những bữa no. Những đứa con của bà Chính giờ đây chỉ biết cặm cụi làm đan từng chiếc giỏ, vá từng lớp xe mà chẳng cần biết nắng mưa hay trưa tối gì. Có lẽ đối với họ chỉ cần những cái vuốt ve thân yêu của mẹ, những chén cơm thấm đẫm tình người để sống cho hết quãng đời còn lại. Cũng như bà Chính, bà chẳng mong gì hơn có được một số tiền vững chắc để ở tuổi xế chiều các con của bà vẫn có được những bữa cơm no. Dạ, cô Bảy. Đúng, cô Bảy ngày hôm nay tụi con bán có hết không? Bán phải hết. Bán phải hết. Tụi con mới về. Hết mà có lời không? Rồi. Trời ơi trời. Cô Bảy biết tụi con bán đắt tới nỗi mà bán hết sạch luôn mà người ta còn hỏi còn không nữa. Lẽ con gọi, cô gọi cô Bảy chở lên thì đâu có được. Thầy đi đâu đi. Ví vậy nãy lấy nhiều. Náo loạn nguyên cái chợ cái này luôn. Và ngày hôm nay thì anh Thuận đã đội bội rồi là dầm nắng đó, người ta là giải nắng dầm mưa, ảnh là đội bội gian nắng, à chính xác là đội bội gian nắng, để có thể kiếm được cái số tiền đó 1.550.000. À và và với thường lệ, nếu như mà khách mời đem số tiền đó về thì số tiền nó sẽ giữ nguyên là 1.550.000. Còn nếu như anh tặng cho gia đình cô Bảy thì số tiền nó sẽ được nhân lên 10 lần là 15.500.000 đồng. Đây, con xin gửi tặng cho gia đình mình. Và con xin chúc gia đình mình lúc nào cũng nhiều sức khỏe, đặc biệt là cô Bảy nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cảm thấy lạc quan, yêu đời để mà chúng ta có thể làm tất cả những công việc thường ngày nha. Dạ. Dạ. Giờ cô không biết nói gì hơn, giờ chỉ biết tiếng cảm ơn mấy anh em, dạ. Mấy cô, mấy chú, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Giúp đỡ tôi được như vậy thì là quý không biết nào. anh Thuận ơi, ngày hôm nay mà khi mà anh Thuận được trải nghiệm những cái công việc của cô Bảy nè, được ra chợ bán những cái bộ như vậy thì anh Thuận cảm thấy như thế nào? Thứ nhất thì anh cảm thấy cái sức mạnh, một cái tình yêu thiêng liêng giữa mẹ và con, nhất là cô Bảy đã trải qua bao nhiêu năm và lo lắng cho con của mình, thì chỉ có tình cảm mẹ thôi thì mới có thể bao la, mới có thể mạnh đến như vậy, mới có thể khổng lồ đến như vậy để mà thương con, để mà có thể lo
cho con hết cả một quãng đời như vậy. Thì đối với công việc của cô Bảy thì bình thường thì mình cảm thấy rất là đơn giản, nhưng mà thật sự nó không đơn giản. Và chẳng những vậy mà đi bán thì nó lại còn gặp rất là nhiều khó khăn nữa. Thì chính như vậy mới thấy được là cô Bảy là một người phụ nữ, con nói thiệt với cô Bảy, thần tượng trong lòng con rất là ngưỡng mộ cô Bảy. Nói chung là phải là một người phụ nữ rất là nghị lực mới có thể vượt qua được những cái khó khăn để nuôi con mình khôn lớn ngày hôm nay. Và cô Bảy ơi, ngoài cái món quà này ra, vẫn còn một món quà nữa đến từ nhà tài trợ chính của chương trình, đó là thương hiệu Suspa.vn. Và xin mời chị Vi Nguyễn đại diện cho thương hiệu Suspa.vn đến trao tặng món quà này cho gia đình cô Bảy. Con chào cô. Dạ. Con là Vi, đại diện cho thương hiệu Suspa.vn, là nhà tài trợ chính của chương trình Người Vẽ Ước Mơ. Thì hôm nay con cùng chương trình tới đây là tìm hiểu gia đình của cô, thì cũng có biết được hoàn cảnh gia đình mình. Thì con cũng đại diện cho Suspa.vn gửi cho cô một cái sổ tiết kiệm, dạ, để cho cô có thể lo cho gia đình mình được tốt hơn, lo cho các con ở trong nhà mình được tốt hơn ạ. Con gửi cô ạ. Dạ, cảm ơn. Tôi không biết nói gì hơn, giờ cảm ơn hết trơn mấy cô mấy chú. Dạ. Gửi lời về thăm gia đình hết luôn. Dạ. Nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ thì tụi con cũng xin được chúc cho cô Bảy cũng như là các anh chị trong gia đình cũng luôn có thiệt là nhiều sức khỏe. Và hy vọng là với món quà này thì gia đình cô Bảy sẽ bớt khó khăn hơn phần nào. Và ngày hôm nay thì cũng xin được cảm ơn khách mời Hồng Thuận rất là nhiều. Anh đã không ngại đường xa mà đến đây với gia đình cô Bảy. Và xin được cảm ơn nhà tài trợ chính, đại diện là chị Vi Nguyễn. Và thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Vẽ Ước Mơ. Chương trình do 89S Group đồng hành cùng Suspa em thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Cả sĩ Song Vương ngày hôm nay là tới đây tham gia chương trình với mình nè. Đúng rồi, em thấy bắt được rắn đó chú. Có khi nào dưới đây còn rắn không chú? Muốn ăn cá thì phải tự bắt cá mà ăn. Trong đồng này có một cá cắn mực hư. Chấm thấy nhiệm vụ đầu tiên sao Song Vương? Chùa quá anh ơi. Được không? Được chú, không đi được con tưởng sâu. Giờ mỗi lần này các con tổng coi cho nó bằng nhau. Chung lối mà ngồi tiếc cho nhau. Seoul Spa, chuỗi spa làm đẹp hàng đầu Việt Nam với các dịch vụ độc quyền, trị mụn chuyên sâu 3E với 20 bước tác động 3 tầng cấu trúc da, phi kim và PRP 4.0 trị sẹo đổ, nám, tàn nhang, triệt lông vĩnh viễn toàn thân, giảm béo Maxburn Depot hiệu quả ngay lần đầu tiên. Với đội ngũ chuyên viên thẩm mỹ, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm cùng trang thiết bị hiện đại, seoulspa.vn tự hào là địa chỉ làm đẹp uy tín bậc nhất toàn quốc.